giờ tất cả bản banner của Bi Nước Vọt nha. Thì hôm nay Thành sẽ cập nhật cái bản cập nhật của Bi Nước Vọt đang update lại về Bi Browser nha. Đây nè, Thành vào Bi Browser nè. Thì tất cả mọi người hiện tại là đã không vào được ví của Bi Browser nha các bạn. Đó. Nên các bạn cứ yên tâm, chứ đừng có nghĩ là Bi bị sập hoặc là những người mà mua bán Bi bị khó. Đó, tất cả mọi người đó, vào Bi Browser nó sẽ báo như thế này. Đó, không có vào được nha các bạn. Đó. Hoặc là các bạn vào từ ví cũng không được luôn nha. Đây nè. Để Thành nè. Vào từ ví nè. Nè. Đó, hiện tại vào ví đây cũng không được nè. Nhưng các bạn, để Thành vuốt mình bỏ Thành vào nè. Đây. Vào ví là nó cứ như thế này. Nó trắng hoặc nó kêu đang lon rồi nha các bạn. Thì nhiều đó, nó hiện lên như thế này. Có nghĩa là not be long gì đây, tiếng Anh Thành kiếm, nhưng mà hiện tại là cái bên hệ thống tổng á, của ví đồ FB nó đang cập nhật lại đó, nên các bạn cứ cố gắng chờ đợi nha các bạn, chứ các bạn đừng có lo lắng tại sao mà bi chúng ta vào ví không được. Tất cả mọi người nha, Thành muốn đăng lên đây cho mọi người cùng biết là tất cả mọi người đều bị Thành thì Thành cá nhân tìm một số người thì có người nói lúc vào được, lúc lại vào không được. Đó. Còn có người là không vào được luôn nha các bạn. 2BFB vẫn không vào được. Đó. Là lý do là có thể là ngày 14 tháng 2 đi có biến lớn nha các bạn. Đó. Thì Bicotem đang cập nhật lại cái ví Bi rồi cho nó hoàn chỉnh hay sao để chuẩn bị mainnet hay sao đó nha các bạn. Đó. Thì các bạn cứ yên tâm. Cho nên không có gì phải lo lắng. Nha các bạn thấy chia sẻ của Thành hay thì cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.